đi vệ sinh ở dưới này luôn nè cô bác quý anh chị. Đi vệ sinh ở dưới này, rửa chén ở dưới này, tắm rửa ở dưới này, dưới một cái con sông cực kỳ ô nhiễm như thế này. Và hôm nay thì hình ảnh cái con sông này nó bớt ô nhiễm, lý do là thủy triều nó đang lên đó. Trời ơi, bác sĩ nói là bệnh gì cô? Nó bị u bạch huyết chứ nó bị cái gì máu, cái gì nữa đó. Chưa có câu trên cái nhà trọ đó chú. Dạ. Là xài nước sông không? Dạ. Xài nước sông không? Mà đi vệ sinh. Đi vệ sinh cũng đi sông vậy. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại một cái bến đò qua quận 8 của thành phố Hồ Chí Minh. Và hôm nay thì Bùi Hồ cùng với lại em Lê Nguyễn sẽ đi thăm lại xóm Việt Kiều Campuchia. Thế do là hôm nay thì em Phong đã bận việc nên hai anh em cùng đi để qua đó thăm lại xóm Việt Kiều Campuchia. Và có một cái câu chuyện rất là hay mà em Lê Nguyễn muốn chia sẻ với cô bác quý anh chị trước khi lên đò này nha. Bây giờ khoan ngừng để em trả tiền đò. Rồi anh ra trả tiền đò em. Ok, đợi em. Hai xe một người. Hai người một xe. Hai người một xe. Ủa sao kỳ? Sao kỳ? Xin lỗi. Dạ. Dạ, ok. Ở đây là một cái bến đò gọi là qua bên kia là Tân Định, bên đây là quận 8. Bên kia là quận 8 và bên đây là bến Tân Định. Khi tìm về sống Việt Kiều Campuchia này đó thì từ đường Võ Văn Kiệt chạy thẳng vô quận 8 thì chúng ta sẽ đến bến này trước và bến Tân Định chúng ta sẽ qua bên kia để mà tìm về sống Việt Kiều Campuchia. Và hôm nay thì đến đây thì Bùi Hồ cùng với lại em Lê Nguyễn sẽ trao một số phần quà hỗ trợ từ chú Ken Vinh Trần ở Mỹ cũng như là mì với lại sữa cho các bé trong cái sống Việt Kiều này nha cô bác quý anh chị. Dạ, 4 lốc đi, 4 lốc sữa. Rồi đó, 2 chai nước tương. Sao? 2 chai nước tương, 2 chai nước mắm. 2 chai dầu ăn. Đường với bột ngọt luôn. Ha, với 4 thùng mì. Dạ. Ở dưới đó là thiếu cái gì nhất ta? Tại hôm trước em chỉ gặp hai gia đình thôi. Bỏ chung luôn hả hay bỏ riêng? Bỏ riêng đi anh. Bỏ riêng đi, hai chị. Hai bà chị. Dạ, hai chia làm em hai phần. Một phần là hai lớp sữa. Dạ. Đây để con anh Bùi Hồ. Ở dưới chị biết ở dưới có mấy bé không? Chị. Ở dưới thì có ba ghe mà. Ba ghe hả? Có hai đứa bệnh. Có hai đứa bệnh, hai cháu bé bệnh thôi nhưng mà ghe là ba ghe. Dưới ba ghe là. À. Mà nhưng mà xuống quay là quay cho quà ai? Em cho quà hai ghe kia, hôm trước một có một ghe em không có gặp. Ghe bên đây nha, ghe bên đây tại ta đi làm với lại ghe bên đây như là có chó dữ cho nên ta không dám cho xuống. À, vậy là hai hộ thôi. Nghe đây là đi đường này ra là gặp ghe liền luôn. Dạ dạ. Có rồi. Có rồi. Bạn tính tiền cho em đi nha. Hết luôn là nhiêu chị? 732 ngàn. À. Có mì rồi chưa? Mì nè. Mì là 97 ngàn thùng, 4 thùng. Còn này là nước mắm. Dạ. Này là đường. Dạ. Đường túi. Này là nước tương 8 ngàn. Dầu ăn là 3 lấy sữa thêm cho nó đủ 100 ngàn. 1 triệu đi. Sữa nhiêu lốc gì? 27 ngàn. Lấy cho em thêm đi cho nó đủ đi, có nhiều nhiều đi. Nè lấy lấy thêm 4 lốc nữa đi. 4 lốc nữa. Với sữa với kẹo thêm đi ha. Hay nước tương dầu ăn cho nó đủ hết 1 triệu đi chị. Đây là lần thứ hai em trở lại đây. Đúng rồi. Thì em thấy cái hoàn cảnh của cô chú so với thời điểm trước sao? Đợt này mình xuống mình thấy là cuộc sống của họ có vẻ là khó khăn hơn nhiều. Và hồi trước ấy thì cái đường kia đi xuống này, nhưng bây giờ chỗ này cũng thấy nó lụt sụp hơn rất nhiều. Và đặc biệt ở đây có rất nhiều những cái hoàn cảnh mà nó đặc biệt. Và có một số bé thì nó bị bệnh mà không hiểu là do sống ở một cái môi trường như vậy hay sao. Và ở đây thì có rất nhiều những nhân vật như Triệu View có một chồng anh hùng gọi là hùng bán khu ấy. Nhưng mà sau đó thì không rõ là bây giờ cuộc sống của anh chị ra sao. Chỉ biết là một cái thời điểm cách đây khoảng 2 năm thì có rất nhiều các YouTuber họ quay phim. Và anh chị nổi tiếng vì có bán cua trên này. Nhưng sau đó thì không hiểu lý do gì anh chị ấy đi. Và không biết bây giờ thì
chị đã về chưa, và còn đứa nhỏ thì em được biết rồi, nó càng ngày nó càng bệnh nặng hơn. Tôi với anh em đi vào đó và đi thăm họ đi. Hôm nay thì đến đây thì được em Lê Nguyễn hỗ trợ để mà sắp các phần quà của chú Kevin Trần là Việt Kiều Mỹ, gồm có sữa, nước tương, thì dầu ăn và nước mắm, và kể cả luôn 4 thùng này ở đây. Chó sủa nha. Cô ơi cô. Ôi chó sủa quá. Dạ. Đi bữa nay ngon rồi. Cô sắp cho mấy thùng này xuống dưới phụ con với. Dạ. Đây đây. Ở dưới đây là bao nhiêu hộ hả cô? Dạ 7 hộ. Ồ 7 hộ đó hả? Dạ. Ôi ôi. Hôm trước con gặp mới có 2 hộ à. 2 hộ. Dạ. Con đâu biết rằng ở dưới này tới 7 hộ đâu. Dạ. À con. Ghé nhà thăm của cô Tư trước nha. Cô là cô mấy con quên rồi? Dạ mẹ của con Bình Quân á chú. Dạ. Thằng mẫu cổ của hộp chú mẫu coi đó. Dạ. Hả chú có hộp chú nha chú không bụi không? Dạ con là Bùi Hồ, với lại hôm nay con đi với lại Lê Nguyễn. Dạ biết rồi chú sao cũng có quen đó mà. Dạ. Dạ. À. Quen rồi mà. Dạ. Ờ nước nó lên lớn lên thì mình thấy cái dòng sông này nó không ít bị ô nhiễm hơn tí ha. Dạ cái cầu này nó cũng đỡ hơn à. Ôi cái này dây điện hả con? Dạ dây điện hả chú. Trời ơi trời. Hôm trước con với Phong Bụi đi đường đó đó. Dạ. Có Phong Bụi quá đâu. Dạ Phong Bụi đi công việc rồi. Là cái chú mà chú sau đó là đi với Phong Bụi trước thì vậy đó. Dạ. Hôm trước thì mình lên là mình không biết ở đây gồm có đến 7 hộ gia đình. Dạ chú đưa đây sách qua cho chú. Dạ. Nặng lắm rồi mấy. Dạ. Rồi. Rồi. Chú leo. À. Dép bên cửa bắt đầu ở đây à. Đây bỏ dép đó. Đây. Ôi ôi trời. Được không em? Được. Đây à. Ây à. Ui dạ. Mấy xuống chú ơi. Dạ. Lâu quá trời lâu mới gặp. Lâu xúc lâu. Lâu quá trời lâu rồi mới gặp chú. Khỏe không? Nhà cũng khỏe á. À chú ơi cái này cái chú ơi ra đây nè chú. Ra xuống giờ cực khổ. Cô nhé, lâu quá rồi thôi. Chú rồi đó. Mời đi cô. Dạ. Ở đây mình tổng cộng là có bao nhiêu bé hay cô ha? Dạ bé thì ba bốn đứa rồi chú ơi, có hai đứa này thì nó ba đứa. Ba đứa, cái bè này là hai đứa. À. Dạ. Bè của thằng bé này hai đứa bé. Coi Thắm mình... chú nhớ Ngọc Thắm không? Thắm nhỏ con gái nhỏ xíu đó. Dạ. Mẹ nó bỏ nhỏ đó chú. Cô này là chú... bên kia kia mà. Dạ. Dạ, còn cô này thì cô ngồi đây đi cô. Tư ngồi. Tư ngồi đây cho cô Tư. Lát nữa con qua thăm thăm bé hả chú? Dạ. Dạ. Ăn ở đây với nội nè. Đây nè con. Chú ơi. À, con nó muốn nóng hồi sáng giờ nó muốn nó ho với nó nóng nữa đó chú. À con hôm nay đến thăm gia đình mình. Mấy chú đi hỗ trợ là trừ phạt độ mạnh khỏe hết. Người nào cũng chú nào cô nào cũng có sức khỏe đặng đi làm phước cho mấy người nghèo quá chú. Dạ. Lâu quá không gặp các cô. Dạ. Lâu quá. Mình đến ở cái chỗ đường đi đây nhỉ? Sao bây giờ mình đi đường nào sang bên kia? Đường này cũng được nè chú. Đó, lúc trước chú đi đường bên đây nè. Đúng rồi đây. Dạ bên đây nè. Dở dở cầu rồi nè. Nó không cho đi. Nó không cho đi. Chú nó tính làm tới đó mà công an không cho làm. Đâu bên đô thị. Mỗi lần đi là mỗi lần khó khăn à. Dạ khó cô lắm. Cô bây giờ cho trước tiên là cô cho con hỏi là ở dưới ghe mình thì hiện nay là bao nhiêu hộ cô chú là Việt Kiều Campuchia? Bao nhiêu ghe? Bao nhiêu ghe? Bao nhiêu hộ? Bao nhiêu dạ. Bao nhiêu hộ thì đó là lúc đó nó có 7 hộ rồi. Lúc đó ở đây là mười mấy hộ đang đi bớt rồi, còn đây có 7 hộ à. Còn 7 hộ. Dạ 7 hộ rồi, giờ nó có chồng có vợ ra cũng mười mấy hộ rồi chú ơi. Ở dưới này là cái chiếc như chiếc ghe ở bên đây. Cái chiếc ghe này là mấy hộ?
cái chiếc ghe này hả? Dạ. Một cái chiếc ghe này là 32 hộ nè. À, ghe này 2 hộ. Dạ. Bao nhiêu bé con? Ở đây bé nhỏ là chỉ có thằng này với thằng nhỏ, thằng bà bển. Ở bên đây là ba bé. Chú thấy nó hàm rồi. Ngọc Thấm với con bé này với con bé mổ cổ bệnh đó chú. Là tổng cộng là ba bé. Là có ba bé. À, nghe Lê Nguyễn kể á. Dạ. Là cái bé này. Dạ. Là ba là mẹ bỏ đi hay con? Mẹ nó bỏ là nói chung là mẹ bỏ là bé Ngọc Thấm bé gái á. À. Dạ là tôi nuôi từ nhỏ, còn cái này thằng này thì mẹ nó không có bỏ mà mẹ nó cũng không có ở đây chú. Còn anh Hùng là con của cô hả? Anh Hùng là con của cô đó. À, con của cô bên kia ha. Dạ. Dạ. Mình còn gạo nhiều không cô? Còn chú ơi. Còn cũng mười mấy ký. Còn mười mấy ký? Dạ. Dạ. Cũng mười mấy ký. Tại vì chú biết không, nó đi chứ ở lại là nếu mà còn ở lại đây luôn là đông lắm, 90 người lần ăn cũng một ngày là còn 2-3 ký á. Cô cho con biết ở đây là cái việc mà mình đi vệ sinh sao hay cô ha? Tắm rửa sao? Tắm rửa thì đó chú ơi, ra sau đó tắm. Tắm ở dưới tắm nước này luôn hả? Tắm nước này không có tắm được, nước này cũng xuống sông được bình thường. Ừ. Mà cứ như mình lên mình cũng xối nước kia lại. Nhưng mà cô tắm là tắm nước cây hay là nước nào? Nước cây. Cô tắm nước cây. À, hồi lúc mà chưa có câu trên cái nhà trọ đó chú. Dạ. Là xài nước sông không? Dạ. Xài nước sông không? Mà đi vệ sinh. Đi vệ sinh cũng đi sông vậy. Đi sinh là như ghe này đó, nó có làm cầu đồ sao đó chú đó, như làm đi xuống sông luôn. Dạ, phòng tắm đường sao vậy đó chú. Đi à. Đi xuống sông luôn. Rồi nấu ăn uống. Nấu ăn uống sao con? Ăn uống nấu vậy đó chú. À, để lát con coi về cái nếp sống sinh hoạt của gia đình mình coi ha. Là có nghĩa là mình cứ việc mà tắm rửa sử dụng chưa có nước cây là mình cứ sử dụng nước sông hết à? Sông chú ơi, nước sông với bây giờ chú biết làm sao à, cũng nhờ chú phong bụi với chú này nè. À, lúc nó xuống kêu đi mướn nhà trọ đó chú. Dạ. Đó thì cũng nhờ chú phong bụi kêu lúc đó mới có mướn nhà trọ tới giờ. Anh Bùi Hồ lúc đấy là có một chị ở trên Bình Dương. Nó muốn là tạo điều kiện cho xóm lên trên. Dạ đúng rồi. Mà mình không chịu ha. Không phải không chịu chú. Tại vì chú biết con mấy bé này là ở đây là đi bệnh viện là hoài luôn. Dạ. Nó chú biết đi bệnh viện Nhi Đồng á chú. Dạ. Là đi hoài không có dưng ngưng. À. Với phần là mình đi xa là mình còn sợ hai mấy đứa bé thôi, với phần đông quá chú. Dạ. Đông quá đi không hết. Dạ. Chứ không phải không đi, ham đi lắm á thiệt á. Mà tại vì không có đi được á chú. Dạ. Chứ lúc đó cũng đi mà cái bé mổ bệnh với bé này nó đi bệnh viện, thằng này cũng mới đi bệnh viện mấy vài mấy tuần rồi đó. Dạ. Chú thấy nó bị sưng cần cổ. Nó bị nó nóng mình mà hồi sáng giờ nó nóng thôi mà tôi sợ làm đi gan cũ nữa chú. Dạ. Sợ nó mà chứ cho nó uống ba cái thuốc ấy đó. Rồi ở đây sữa đâu bé có uống không? Có chú, có uống á. Nhiều khi có thì uống có thôi. Dạ. Đây là cái không gian bếp của mình đây ha. Dạ. Hôm nay mình ăn cơm gì? Canh chua, cá vô hộp vịt hả? Dạ, cái lục có hai cái hộp gà cho bé. Mà nó không ăn được. Ba mẹ bé đó đi làm rồi chị. Cô? Dạ. Ba mẹ bé đi làm. Mẹ bé thì nó bị mổ cũng cả tuần nay rồi chú, không có đi làm. Còn ba nó thì đi làm mà đi làm hồ á chú. Mẹ đang ở đâu? Mẹ ở nhà trọ á. Ở nhà trọ á. Dạ trên này ha. Dạ dạ. Dài 2-3 tuần nay giờ nó muốn bệnh lận. Ôi ơi nhỏ nhìn bị bệnh thấy thương ghê á. 4 tuổi phải không cô? Dạ nó bự lắm mấy chú, nó bị thằng cổ nó bự lắm. Để chú cho chú coi cái ấy nó kìa, nó nằm. Nó vậy đó, nó uống thuốc là nó xẹp. Dạ. Rồi như là nó nóng mình đồ á chú. Nó ấy là. À. Sáng giờ nó hư nóng ho tôi cũng sợ. Dạ, trên cái này là trên cái chiếc bè này là cô ở với lại chú hả? Dạ, ở đông lắm, ở nói chung là một gia đình luôn á. À. Gia đình luôn rồi đứa này đi này đứa đi kia. Rồi tới chiều thì hậu về đây ngủ. Dạ. Chiều về ngủ. Chiều về. Chiều dạ. Về là trên chiếc bè này là bao nhiêu trên người? Trên chiếc bè này hả? Ngủ đây là 4 người rồi. 4 người. Ừ. Rồi ở dưới đó nữa, rồi trên mui. Rồi lưa cho nó chú ơi. Ngủ dưới này rồi trên mui luôn hả? Ừ. Cũng như làm ở đây nói chung chú là chỗ nào mình ngủ được ngủ à.
nên đặc dụ như ghe mình nhà mình đi ở bè này ở ở không hết thì xuống ngủ nhờ vợ nuôi. Dạ. Đó giờ hai lần qua ghe bên ba cô này cũng được. Dạ. Vậy đó. Chú có sức khỏe đặng dạ. Mà làm phước cho mà những người. Chứ con hỏi thật cô ha, cô có ước muốn gì không cô? Ước muốn ước nhiều lắm chú ơi, biết sao giờ. Cô có thể nói cho con nghe được không? Ước muốn vợ có nhà, có lên bờ ở rồi chứ. Chứ cũng không ước gì nhiều, ham vậy thôi chứ chú ơi, chứ giờ nếu mà đi lên ở bờ trên bờ ở thì cũng phải có việc làm hoặc mua bán đồ mới có sống được. Cô có ước khi nào trở lại về miền Tây không? Có chứ, ước sao có được cái nhà ở dưới miền Tây mình ở. Nếu như mà về miền Tây mà ngay chỗ quê hương cũ của cô á, rồi cô đậu chiếc ghe cô sống, cô chịu không? Có người hỗ trợ cô chịu không? Chịu. Chịu hả? Chịu. Dạ. Thiệt mừng luôn á. Mừng. Tại vì chú biết làm sao không, tính tính đi đi nữa mà hồi lúc đó ổng còn mạnh dạn, ổng còn bơi chèo đồ được, bây giờ ổng bị tai biến đó, không có đi được. Dạ. Đó, chứ ham về quê lắm chú ơi, mà về quê nói chung ra mình không có đất có nhà mà mình cũng vẫn đậu bến đồ được, cũng đậu với sông đồ được, ấp xã mình cũng có đó thật sự, mà mình không có đất thôi. À, có một số bạn là nói về miền Tây thì rất là nghèo, nhưng mà thông tin với lại cô bác của anh chị nè, cái ở miền Tây á, cái môi trường ở miền Tây nó rất là dễ sống. Dạ. Và ở trên rau dưới cá mà mình, dạ, chịu khó rồi. Đi làm là sẽ có ăn, và đặc biệt là cái môi trường này nó không bị ô nhiễm. Dạ. Đặc biệt môi trường nước. Bé. Chẳng hạn như cô là cô đang bệnh gì, cô nói cô đang bệnh gì hôm trước cô? À, tôi á thì lúc đó tôi bị áp xe phổi á chú. Áp xe phào phổi. Áp xe phổi mà ừ. Mà cũng như chị cũng mấy năm nay rồi mà cũng hết rồi, cũng nhà bệnh viện Long Xuyên á chú, chị miễn phí luôn á chú. Dạ. Đó là cũng nhờ nằm mày miễn phí đó chú, không có tốn tiền hết trơn á. Cũng như tiền ăn uống đồ thì cũng bệnh viện ra, hoặc là mấy người từ thiện đó chú, người ta cho cơm là ăn á. Dạ. cũng nhờ vậy chứ, nếu mà đúng mà đúng mà chị mà có tiền cả trăm triệu cũng đủ chú đó, chứ cũng không biết nó, tại vì đưa giấy ra là người ta nói mình vô gia cư, người ta để không có tốn tiền á, thì cũng nhờ vậy đó. Mà bây giờ từ đó giờ nó hết thiệt. Mà như tôi ngồi lâu rồi tôi mằng nó đau chứ. Đau. Dạ. Lưng nè, đau liền. Dạ. Chứ mà cụ hôm trước là lại con lại con gặp thì cụ đâu rồi cô? Bên ghe bển đó chú. À. Bên ghe cặp cái ghe này nè. Cặp. Dạ. Cái ghe này là ghe, cái ghe cặp bên bển. Cụ kia là ở với ai cô? Ở với con cháu. Dạ. Cháu mười mấy tuổi rồi. À, có bà cụ với cháu thôi. Dạ. À. Ở với con cháu. Mà nói chung ra là cũng nấu cơm đồ bên đây, nhỏ bên đây thì cũng nấu, cũng nhiều khi bưng cho ba ăn gì, nhiều khi tôi hôm nay bưng cho ba ăn. Dạ thì lắm, tí xíu nó con sẽ qua thăm cụ. Dạ, chứ bà cũng không có nấu ăn được. Ăn là vậy đó chú ơi, chứ chia sớt nhau để mà ăn. Dạ đúng rồi, thấy bà cũng không có gì chứ, cũng bà không có ăn nhiều đâu, chén cơm ăn không hết. Dạ. Chừng hai cụ nó có uống sữa đâu được không cô? Nhiều khi bà có uống, nhiều khi không chú. À, chứ cũng không uống thường xuyên. Dạ. Dạ. Nhiều khi uống hay không. Ô, nhìn bé nó chơi kìa. Nó khò khè, tôi sợ chú ơi, tại vì chú biết sao, nó nóng mình là nó sưng cổ nó. Dạ, sưng cổ, cô có hình chụp lại không? Dạ có. Cho con coi với. Để chú ấy cho chú coi. Điện thoại này con bỏ đâu rồi bé? Hả? Điện thoại con bỏ đâu rồi? Rồi bé nó cứ chơi kìa. Có này nè, có này nè. Để bà nội ấy cho chú coi cái hình. Bà nội khổ lắm chú ơi, đây nó thì chú chứ ổng bị tai biến nữa rồi, giống là tôi bệnh nữa rồi, mấy đứa này nó bệnh hoạn đó chú ơi, khổ lắm chứ không phải mà ấy đâu. Lúc trước thì chưa có nước sinh hoạt thì mình cứ sử dụng cái nguồn nước này mình sinh hoạt luôn. Dạ. Ăn uống hết luôn. Dạ. Ôi ơi, đi vệ sinh ở dưới này luôn nè cô bác quý anh chị. À, đi vệ sinh ở dưới này, rửa chén ở dưới này, tắm rửa ở dưới này, dưới một cái con sông cực kỳ ô nhiễm như thế này. Và hôm nay thì hình ảnh cái con sông này nó bớt ô nhiễm, lý do là thủy triều nó đang lên á, nhưng mà mình vẫn cảm nhận được cái sự hôi thối, một cái sự ô nhiễm nặng nề từ cái dòng sông chú. Trời ơi trời. Dạ nói vậy đó chú. Chưa uống thuốc là gì đó hả cô? Dạ nói vậy đó, uống thuốc vô là nó teo teo lại. Trời ơi, bác sĩ nói là bệnh gì cô? Nó bị u bạch huyết chứ, nó bị cái gì máu, cái gì nữa đó chú ơi, tôi không nhớ nữa. Thôi u bạch huyết đó chú. Uống thuốc vô là hết. Uống thuốc vô nó xẹp, nó gom lại. Ừ. Còn không ấy thì nó phì vậy. Rồi bác sĩ có nói là trị hết không cô? À, bây giờ bác sĩ không có mổ được rồi, bác sĩ kêu phải uống thuốc hoài vậy đó. Uống thuốc hoài luôn mà không gài là hai tuần nay rồi. Mỗi
mỗi tháng là bao nhiêu tiền thuốc một cho tháng bé? Cả 4 triệu mấy á. 4 triệu mấy tuần tại vì chú biết một viên là 150 mấy ngàn mà nấu một ngày 2 viên. Bé tên gì cô? Nó tên An Nhiên. An Nhiên. Dạ. An Nhiên ơi, An Nhiên ở đây chú biểu nè. An Nhiên ở đây nè con. Nhìn bé thân thể của bé gầy hơn so với các bé. Dạ bé, bé à, lại đây chú nè con, lại đây chú coi mặt con nè, lẹ nè nó em yêu con nè. Sốt cứ sốt là sưng lên thôi. Dạ đúng rồi, nó bị nóng mình là nó sưng. Trời ơi. Còn nếu mà nó không nó ấy thì chú biết là uống thuốc là nó xẹp lại, nó xẹp nó nè nè thấy không, nó bự lắm chú đó chú. Đây là nguyên nhân từ cái nguồn nước ô nhiễm nè, khi mà hít phải rồi sống ở trong cái môi trường nó cực kỳ ô nhiễm như thế này làm cho bé phát ra cái căn bệnh. Đây là cái nơi mà không gian này một cái chiếc xe đồ chơi của bé, bên đó là đựng nước hay gì cô? Dạ đựng nước. Cái thùng huy đựng nước mưa hay sao? Dạ đựng nước. Ừ. Đây là kết nối bằng những cái chiếc bè thôi. Thôi thôi để cho bé chơi đi con. Không để cho bé cô chơi đi con. Ở đây là hai bé, bé An Nhiên với lại một bé nữa. Ngọc Thắm. Ngọc Thắm, Ngọc Thắm đâu rồi con? Ngọc Thắm nó đi rồi đó chú. Dạ ngồi đi con. Nó đi lên bà cô á, bị bà bác bệnh chỉnh đi lên thăm mà chú. Bà cô ở đâu cô? Ở chỗ đốc á. Chừng nào về? Ừ, tại vì thôi về rồi mà tại vì chờ công an nặng mà lấy giấy cho bé. Dạ. Lấy giấy bảo hiểm nữa chú. Dạ, vậy là ở đây là chỉ có ba bé nhỏ thôi. Dạ ba bé nhỏ. Là cô là hai bé với lại một bé bên kia. Dạ. Dạ. Hôm nay thì con thay mặt cho chú Kevin Trần á gửi cho mình nè. Dạ. Con gửi cho mình là cho hai bé là 4 lốc sữa nha. Dạ. Dạ. Với lại nhà mình là một hộ hả cô hả? Con gửi cho mình với lại nước tương nè. Dạ. Đó, một chai nước mắm. Nha. Dạ. Với lại một ô rồi đứng rồi, với lại một cái chai dầu ăn. Đấy con không biết bao nhiêu. À, con gửi cho anh đây hai chai, cô hai chai đi ha. Chú ơi, chú dạ. Dạ với lại một thùng mì nha cô. Dạ. Con gửi cho cô thêm một. Ở đây thì hai hộ. Hai, dạ. Bên đó thì một hộ. Dạ. Bên bà cụ một hộ đó. Dạ. Dạ. Với lại gửi cho cô một thùng mì. Dạ. Con cũng cảm ơn chú rất nhiều, với cảm ơn chú nào mà giúp đỡ cho ba cái đồ ăn nè. Ừ. À, cũng cảm ơn mấy chú mấy cô rất là nhiều, chúc mấy chú mấy cô dồi dào sức khỏe nha, chứ giờ cũng không biết nói gì nhiều nữa chú ơi. Rồi tiền thuốc mỗi tháng là 4 triệu mấy rồi. Dạ. Làm gì có tiền cô? Không có tiền. Đây là chú, thuốc này nè chú, để lấy cho chú coi mà nó hết trơn rồi chú ơi. Nè chú, nó uống là gì nè chú, một dĩ gì là một mà 10 ngày vậy là nó 1 triệu mấy đó chú. Ừ. Đó, chú thấy đó. Hết rồi, hết rồi. Dạ hết rồi đó. Không gài là ngưng nó 2 tuần nay rồi, hơn 2 tuần. Hết thuốc luôn rồi. Hết thuốc luôn rồi. Ở đây hết luôn hả cô? Dạ hết luôn rồi chú. Ừ. Hết luôn á. Thì rồi sao lấy thuốc cho bé uống? Chút bé anh bé uống mãi có tiền mới lấy được chú ơi, ngưng lâu lắm rồi chú. Ngưng mấy tuần nay rồi. Không còn nữa là còn vỏ nữa. Hết rồi. Bây giờ tôi mua thuốc đỡ, thuốc này cho nó uống nè chú. Thuốc sốt rồi nè chú. Anh là thuốc này nè. Thuốc sốt rồi trên bờ chú. Chứ giờ không có tiền mua thuốc này, mắc quá à. Chú thấy mua một lần mà 10 ngày là uống 1 triệu mấy á. Nè, giờ mua thuốc này cho nó uống cho nó hạ sốt. Mình mua 5 ngàn người ta có bán không? Dạ. Thuốc này nè. Mình mua bao nhiêu cũng bán hết chú. Miễn mình như mình có tiền nhiều mua nhiều, được ít thì mua ít. Nhiều cũng bán hết. Mà mua cái này không phải mua ở đây nữa, ở bệnh viện Chợ Gãy á làm nó có bán đó. Giờ chú ơi bé đừng con phá con nó thuốc này nè chú, mà không biết sao mà nó mắc quá trời, nó không có nằm trong bảo hiểm á chú. Dạ. Chứ phải mà nằm trong bảo hiểm, nó có bảo hiểm cũng đỡ. Trời ơi. Dạ bác sĩ nói thuốc này là không có trong bảo hiểm, ở ngoài bảo hiểm. Cái bé Thắm thì khỏe mạnh bình thường hay cô? Thắm là không có gì hết, không có bệnh hoạn gì hết trơn á chú. Dạ. Thắm là bình thường mà ngặt gì không có mẹ thôi. Ừ. Ở đây rồi ba nó cũng đi mằn xa, như nhiều khi có nhiều khi không vậy chú ơi. Đi mằn hồ có bữa mằn được suốt tuần, còn có bữa mằn vài bữa. Dạ. Nơi đây là mình treo đồ đó hả cô? Dạ. Treo đồ nó đi làm hồ rồi hết chú. À, không có tủ đồ gì hết trơn à? Không đâu chú ơi. Ở đây có những cái tivi cũ à.
Dạ, bác cái đồ này là bác cái này là hư hết trơn chút, cái này là chút ta của người ta trên nhà chợ người ta cho á. À, mấy cái thùng này hả cô? Dạ, mấy cái thùng á. À, người ta cho mình đó hả? Ta cho chú mà không có xài được. Sao mình để đó này cho nó nặng cái bè của mình cô? Không ai mua hết trơn, bán cái liệu không ai mua. Trời ơi, ôi, nó trồng trành cái gì? Dạ, anh này nó ở dưới sông mà. Chứ không phải mà nó ở trên bờ, bữa đó chú xuống là chú biết sao. Nước nó còn cạn á chú. Dạ, nay nó trồng trành ghê quá cô. Dạ, bữa nay là nó ấy. Đó, mình đã đi rất nhiều hoàn cảnh của cô chú anh chị là Việt kiều Campuchia hồi hương thì mình mới cảm nhận được cái sự khó khăn khi mà không có giấy tờ, cũng như là sau khi trở về quê hương á thì lại không có đất cát ở. Và cô nói một chú cái câu đó là người vô gia cư, mọi người cứ cho cô là người vô gia cư nên là nữ cứ sống lên theo sông nước như thế này hả cô? Dạ, sông nước vậy đó chú ơi, như là mình mà ở đâu cũng được hết trơn, thả ghe đồ này mà ở được kia ở vậy. Ồ, bé dễ thương quá. Dạ, vậy mà mẹ nó bỏ hồi nhỏ tới giờ chú. Ồ, bé này thì được may mắn là mẹ bỏ nhưng mà không có bệnh. Dạ, không có bệnh. Còn bé An Nhiên này thì có cha có mẹ nhưng mà lại bị bệnh. Có cha có mẹ mà bị bệnh. Mẹ cha cũng bệnh luôn mà mẹ cũng bệnh nữa. Mẹ mới mổ xong rồi. Mẹ mới mổ xong rồi, cha thì bệnh thói quá cục sống rồi, nói chú là sạn thận rồi. Rồi dí nó thở đau đâu ở bên sườn phải nè. Cô có nghĩ rằng là do cái dòng nước này nó làm cho mình bị bệnh không? Nghĩ như vậy. Chứ ở đây nói chú ở đây bảy tám hồ, người nào cũng bệnh nha. Không có người nào không bệnh nha. Người không bệnh này bệnh kia, bà ngoại bệnh rồi bà đó. Bà nhức nhối không, với bà bị ăn ngủ không được. Nó hôi quá chú ơi, lúc đó còn ở trong này, bà ngoại bà ở trong này, ở chịu không nổi, hôi lắm. Bây giờ này chú coi thấm gì đó mà không biết sao đi học. Có giấy khai sinh chưa cô? Có, khai sinh thì có đầy đủ mà như mình ở đây với chú. Không biết sao cho đưa cho bé nó học. Ở chung ghe hai thế hệ luôn. Dạ, ở vậy. Cũng như chỗ nào rộng thì mình ở nhau ở đây. Nói chung chú là nhiều khi chú ngủ bên đây không được thì chú qua nhờ dòng mua bên kia ở ngủ cũng được. Dạ. Đó, nhiều rồi sáng rồi cũng đi làm nội vậy thôi chứ cũng không ở cố định đâu. Ở đây gạo thì mình mua ở đâu cô? Gạo thì nhiều khi mua trên bờ, với nói chú ơi ở đây cũng 1-2 năm nay cũng ít mua gạo. Dạ. Bị gì mà mấy cô mấy chú đó xuống cho nhiều. Dạ, gạo thì vẫn còn ha. Dạ, đó cũng cho ăn mà không có hết. Nói chung ra là không có hết, nhiều khi hết 1-2 ngày cũng có mấy cô chú xuống cho nữa. Dạ. Dạ, chứ cũng nhờ vậy chứ ở đây không mặn gì được tiền chứ chú đấy. Hồi lúc đó ổng không có bị tai biến, ổng còn đi làm hồ. Đi giấc ngủ đều được nha, ổng chạy xuồng đâu đi được, bây giờ ổng đi không được, ổng nổi đâu. Dạ. Thôi con thay mặt chú Kevin Trần ở Mỹ gửi cho mình những cái phần quà này nha. Dạ, thôi cảm ơn, thôi cảm ơn, tôi cũng cảm ơn chú ở bên Mỹ ha. Dạ. Chúc chú cũng được nhiều giàu sức khỏe. Con lúc đầu thì con xuống là con chỉ gặp hai hoàn cảnh thôi. Dạ. Nên là nữ con không biết bao nhiêu hộ ngay cả con. Dạ. Khi lên mua hỏi ở trên tiệm tạp hóa cũng. Dạ. Không biết bao nhiêu hộ. Okay. Thì có thể là sớm con sẽ quay trở lại gia đình mình thêm 1-2 lần nữa. Dạ, không có đâu, để này kệ đi, cũng chia ra chút. Dạ. Chia ra kệ. Dạ. Chứ không phải mà ăn hết đâu. Thôi bây giờ thì con sẽ qua cái chiếc ghe bên đây. Dạ, nha. Dạ. Dạ. Dạ, sao chú qua đi rồi.